Xin chào các bạn đã quay trở lại với Mobile City. Đây là Redmi K60. Cái sự khác biệt giữa Redmi K60 và Redmi K60E phải chăng nó chỉ khác nhiều ở cái cụm cam này thôi các bạn, vị trí cái khu vực camera nhé, nó hơi khác một chút. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ có cái bài test hiệu năng trên con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 Redmi K60. Thông tin của máy đây, hiện tại con này đã chạy lên cái giao diện MIUI 14.0.9 thay vì cái con K60E kia nó chỉ là MIUI 13 thôi. RAM của máy, đây là chiếc máy là RAM tối đa luôn là 12GB, bộ nhớ trong là 512, và cái điểm số AnTuTu thì nó cũng khá là ổn nhá, khoảng hơn 1 triệu điểm. Đây, 1.077.000 trong cái phần game turbo của máy. Ngày hôm nay mình chỉ test game nặng thôi là Genshin Impact. Về cái game nhẹ thì mình CVMM sẽ có cái bài test sau nha. Trong phần game turbo của máy mình đã thêm Genshin Impact vào và để cái mức setting là High Quality. Có đấy, ok. Đồ họa Genshin Impact mình để mức là cực cao 60. Để xem là cái thời điểm mà con Redmi K50 Ultra ra mắt, cái trải nghiệm hiệu năng nó có được bằng K60 hay không. Redmi K50 Ultra thời điểm cái mình có chơi lần đầu tiên ấy, nó khá là mát nha. Ok, mình sẽ kích hoạt luôn cái chế độ là performance lên. Có chơi bằng kết nối wifi, độ sáng thì tầm khoảng 80%, hiện tại còn 51% pin. Mình luôn luôn khi mà tìm một cái khu vực nó năng nặng một chút thì mình sẽ tìm đến khu vực này. Nói chung là cũng nặng đấy, thì các bạn có thể là test thử. Hiện tại mới chơi thôi, máy chưa nóng nên là về cái phần FPS nó còn khá ổn định. Cái thời điểm Redmi K50 Ultra có chơi lần đầu tiên thì FPS nó gập ghềnh rất là nhiều các bạn nha. Và nhiệt độ nó mát, nó chỉ khoảng 39, chưa đến 40 độ. Hy vọng là lần này với em Redmi K60 nhiệt độ sẽ ok hơn. Mình cho rất nhiều chiêu, FPS vẫn rất ngon. Ồ, xịn thật. Ôi giời, lâu lắm rồi mình giết được bà này. Trời ơi, đi chưa? Đi còn gì nữa. Thôi, dụ nó ra ngoài đây đi. Chỗ này toàn hẻm đá, khó chơi quá. Ôi, FPS ổn thật sự các bạn. Em này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Redmi K50 Ultra. Mình sẽ có một cái video so sánh giữa Redmi K60 và Redmi K50 Ultra để các bạn có thể là biết trọng và nào. Thường bây giờ với Redmi K60 thì chỉ máy mới ra mắt thôi, nó sẽ chưa cái ROM tiếng Việt đâu. Các bạn sẽ cần đợi tầm khoảng tháng hoặc hơn tháng tùy theo cái đội up ROM như thế nào. K50 Ultra thì ROM đủ các thứ ngon lành rồi. Dĩ nhiên với Snap 8 Plus Gen 1 các bạn chơi game nhẹ thì không phải lo rồi đúng không? Chơi tầm khoảng 5 năm ok, ngon lành luôn. Redmi đợt này họ làm tốt quá. Mấy cái con chip mới Dimensity 8200 làm cũng ngon. Đấy, các bạn trải nghiệm chơi game Genshin cực cao 60 nhá, mà cũng rất ngon lành. Nhiệt độ thì nó cũng rơi vào khoảng 44 độ khi mà các bạn để chế độ Balance, và nhiệt độ nó khoảng 47 đến 48 độ khi các bạn để chế độ là Performance. FPS thì rất thẳng. Đấy. Úi là bắn. Ôi thôi đi rồi. Thôi mình chuyển sang một khu khác đi. Đấy, các bạn thấy đổ bóng các thứ ngon chưa? Em K60 này trang bị một cái tấm nền là OLED do TCL sản xuất nhá. Và cái độ phân giải rất cao 2K. Nó cũng giống với Redmi K50 thôi. Nhìn biểu đồ FPS như game mình phồn ý nhờ. Cũng thẳng chứ. Kìa đâu. Ôi thật, mình thả chiêu nhầm rồi các bạn. Adorn
Loa chị em này thì nó không to bằng với Redmi K50 đâu, nó nhỏ hơn. Pin thì vẫn 5000 nha, 5500. Công suất sạc thì 67W. Ôi, mình gặp đúng lần đầu tiên khi mà mới vào game nó bị khựng nhẹ một tí thôi. Còn lại từ trong quá trình mình chơi khoảng 12 phút thì chưa thấy một phát nào là khựng cả. Rất là mượt. Đấy, vừa khựng một phát rồi các bạn. Ủa. Mượt ghê. Mức giá em Redmi K60 dự kiến khoảng hơn 9 triệu 2. Các bạn có thể đợi khoảng một thời gian nữa, khoảng nửa năm hoặc là vài tháng thì mức giá nó sẽ hạ nhiệt đi. Nó giống như kiểu con Redmi K50 ấy. Giá bây giờ quá tốt luôn, khoảng hơn 7 triệu. Có Dimensity 8100 trên game vẫn rất ngon. Ủa, ổn quá. Nhìn cái biểu đồ FPS này các bạn thấy cũng đáng mua đúng không? Nói chung mình cũng combat liên tục đấy, để các bạn biết là về cái phần hiệu năng con này nó mạnh cỡ nào. Khá là ổn. Đến đoạn này phút thứ 14 trở đi các bạn thấy FPS nó tụt sâu xuống. Redmi K60 theo như nhà sản xuất công bố thì có một cái hệ thống tản nhiệt chất lỏng VC khá lớn là 5000mm². Đấy, như thế là ổn rồi đúng không? Nói chung tản nhiệt năm nay nó lớn hơn năm ngoái, nên là về cái phần nhiệt độ nó cũng mát được phần nào đấy. Mình đang chơi bình thường, không có xóa joy xe, không có xóa battery performance. Các bạn chơi đợt này thấy khá ổn nhá. Với lại MIUI 14 thì nó không bị lock FPS nhiều. Gần như những máy mình chơi thì mình thấy con nào cũng đều lắm, chơi ngon lành. Giết đốt bọn này nhá. Dỡn làm phát toàn skill lên. Thế rồi. Ok, mình chơi được khoảng 20 phút, hơn 20 phút này. Hiện tại còn 41% pin, tức là mất khoảng 10% sau 20 phút. Nhiệt độ mặt trước 45,3 độ C, nhiệt độ mặt sau 45,2. Ôi dồi ôi, các bạn nhìn cái biểu đồ FPS này đi. Genshin Impact Max Setting. Chỉ có đúng cái đoạn này là lúc mà mình chơi với mấy cái con quái quái nhỏ nhỏ ấy, thì FPS tụt và cái FPS thấp nhất nó rơi vào khoảng 43, 42,99. Còn lại thì rất đều nha. Nó ở mức tầm khoảng đâu đó, để xin mình xem nào. 5960 rất nhiều. Đấy, còn lại có khoảng 7 đến 8 chỗ. FPS nó ở mức tầm khoảng 58 thôi. Đó, FPS trung bình là 58,7. Mình vừa có test xong hiệu năng trên Redmi K60. Ổn quá các bạn nhỉ. Về cái phần nhiệt độ trong khoảng 20 phút như thế này, nhiệt độ khoảng 45 độ thì là ok nha. Không phải là nó quá nóng. Cái thứ hai, về trải nghiệm chơi game, các bạn nhìn cái biểu đồ FPS là ngon rồi đúng không? Mình chỉ có đúng một lần, hai lần là khựng nhẹ thôi. Còn lại trong quá trình chơi rất mượt mà. Nhìn chung năm nay, Xiaomi Redmi làm điện thoại ổn đấy. Thì các bạn cảm thấy sao về Redmi K60? Đừng quên để lại comment ở bên dưới nha. Và mức giá Redmi K60 rẻ nhất, mình sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận ghim cho bạn nào quan tâm. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!